Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Thì hiện tại giờ mình đang phải làm nhiệm vụ dự kiện mọi người để đổ nứt những phần quà cũng như là mở các hộp phần thưởng đấy để lấy trang phục của sự kiện lần này nha. Thì không biết mọi người đã làm xong sự kiện lần này chưa? Chứ bản thân mình bây giờ vẫn còn đang hộp quà thứ hai chưa mở được mọi người. Không biết ngày hôm nay làm xong tất cả các nhiệm vụ thì có đủ cái điểm xu tuyết không ấy để mở hộp quà thứ hai không nữa mọi người. Nên là bây giờ tranh thủ để làm nhiệm vụ đã. Rồi tí mình sẽ mở xem có được hộp quà thứ hai ngày hôm nay không nha. Thì hộp quà hôm trước thì mình đã mở cho mọi người rồi, còn hộp quà thứ hai thì ngày hôm nay phải cố gắng làm sao mà làm full nhiệm vụ, làm bất cứ cách nào đó để có thể mở được hộp quà thứ hai để review cái trang phục thứ hai cho mọi người nha. Có thể tầm này là rất nhiều bạn đã mở được hộp quà thứ hai rồi, có bạn là sắp tới khi là mở được hộp quà thứ ba rồi nha mọi người. Mình thì vẫn đang phải chăm chỉ đi làm nhiệm vụ đây. Thì tất cả các nhiệm vụ này mình đã hướng dẫn mọi người rồi, cho nên là mình không cần nói quá nhiều về các nhiệm vụ nữa. Nên là bây giờ chỉ có đi làm nhiệm vụ thôi, chứ không phải nói về cách thức làm các nhiệm vụ nữa mọi người. Được sự kiện lần này thì có khá là nhiều trang phục cho mọi người tham khảo và lấy nha. Thân mình mở còn chưa hết nữa cơ. Nhiều khi là mấy trang phục mới mình còn chưa hết, chưa tìm được hết ấy. Có nhiều bạn gửi cách mở mấy hộp các kiểu rồi hướng dẫn lấy đồ ấy, mình cũng chưa có thời gian để làm cho mọi người nữa. Dạo này khá là bận. Ok, có một lần nhiệm vụ nữa này. Để mở hộp quà nha. Cố gắng nốt xong nhiệm vụ thì mình sẽ mở hộp quà cho mọi người. Dạo này khá lười đi bắt côn trùng mọi người. Côn trùng này rồi đi câu cá cũng khá lười. Vì làm những nội dung đấy mất thời gian ghê luôn đấy. Và hiện tại thì mình cũng đang có một số cái nhiệm vụ khác, cái dự định khác các mọi người, cho nên là cũng không tập trung đi câu được. Ok nha mọi người, xong nhiệm vụ rồi nha. Bây giờ vào mở hộp quà xem có mở hộp quà thứ hai ngày hôm nay không đã. Ôi, mong là sẽ mở đủ điểm để mở hộp quà thứ hai cho mọi người. Mình vào trong sự kiện nha. Và cửa hàng người tuyết nào. Ok, mình kéo lên đây. Hôm trước thì mình cũng mở gần được hộp quà thứ hai rồi, nay thiếu một tí nữa mọi người. Sau đây mình sẽ đổi phần thưởng để mở hộp quà thứ hai cho mọi người nha. Giường thú cưng này, ôi mấy món mới ghê, đẹp thật sự luôn, 900 nữa này. Chắc là đủ rồi mọi người ạ, chắc là khả năng là đủ hộp quà. Ôi không đủ cho mọi người ơi. Còn hộp 300 này, mở nốt hộp 300 nha. Thử hộp 300 này xem, 360 này xem, còn nữa nha. Chắc là đủ điểm đấy mọi người. Ui, vẫn thiếu tí kìa. Xui thế nhờ. Được là đủ điểm để mở hộp quà thứ hai rồi chứ. Ui xui thế, không đủ điểm rồi mọi người ơi. Chắc là phải hẹn mọi người video ngày mai mất rồi. Bây giờ đâu mở đâu. Ok, cảm ơn mọi người quay video mình nhá. Thì mình quên mất là còn cái nhiệm vụ hàng ngày nữa. Hay mình đã đủ 300 rồi. Ok, mình mở nốt hộp 360 này nữa. Rồi ok mọi người, hộp quà thứ hai mở rồi nhá. Hey, thì thực sự mình quên là cái hàng ngày mọi người vẫn nhận được thêm gần 200 điểm xu nữa. Mình quên bé mất giày người tuyết nhỏ nha mọi người. À cái này kem người tuyết rồi này. Chuẩn luôn kem người tuyết mọi người ơi. Rồi ok, vậy là hộp quà thứ hai đã mở được rồi nhá. Ôi mình tưởng là video ngày hôm nay không mở được hộp quà thứ hai cơ. Ôi hên thật sự luôn đấy. Tiếp theo mình sẽ giúp mọi người làm cái nhiệm vụ cây ước nguyện nhé. Cái hộp quà này thì mọi người mở hộp quà thứ hai sẽ được này. Hay làm nhiệm vụ 10 cái nhiệm vụ của người tuyết. Cái nhiệm vụ thứ ba là mọi người sẽ đổi 5 phần quà ở trong cái cây ước nguyện ấy, trong cửa hàng người tuyết ấy, mọi người ạ. Rồi đấy, nhiệm vụ tư là mọi người ăn 3 kem người tuyết nha. Đối với kem người tuyết thì mọi người chỉ cần chạy ra chỗ chị kem ăn tuyết thôi. À chị kem chứ quên. Chạy ra chỗ chị kem rồi mua 3 cây kem người tuyết và mọi người tiến hành ăn nha. Thì sẽ hoàn thành được cái thành tựu đấy. Sau đây mình chạy ra ngoài mua cho mọi người, test cho mọi người luôn. Rồi ok mọi người, đây 3 cây này nha. Mọi người mua giúp mình 3 cây này và ăn 3 cây kem là sẽ xong cái thành tựu này nha. Kem người tuyết này, ok. Kem người tuyết này mọi người, 3 cây xong nha. Bây giờ mình sẽ ăn 3 cây kem người tuyết. Ô mình mua dư một cây à, cũng quên mất lúc ấy mình mở hộp quà. Ô mình mở hộp quà đây có một cây nha.
Mọi người ăn ba cây này. Theo cây thứ hai này mọi người. Ok, cây thứ ba này mọi người ơi. Rồi xong thành tựu cây ước nguyện nha. Rồi bây giờ nhận thưởng đây. Ok này mọi người. Nhiệm vụ thứ năm là mọi người ăn ba cái gì à? Ba cái xiên cá sâm meo nướng ấy. Đối với nhiệm vụ này thì mọi người phải câu đủ ba con cá rồi đi nướng nha. Hiện tại mình cũng đã nướng rồi ấy. Đây mình đã còn nướng ba cái xiên rồi mọi người. Bây giờ mình chỉ thành ăn thôi. Một lần rồi này. Còn hai lần nữa nha. Hai lần này mọi người. Một lần thứ ba nữa. Lần thứ ba nữa thì đủ. Ok. À quên mất. Đây mọi người, lần thứ ba đây nha. Ok, xong nhiệm vụ này. Ok. Đổi nhạc nền này, đánh radio à. Ăn kẹo gậy này. Rồi ok, kẹo gậy thì mình có nha. Mình sẽ làm cái thành tựu kẹo gậy trước mọi người. Còn cái kia thì mình sẽ để sau. Đây mọi người, mình có 5 kẹo gậy này. Cái này thì mình mở được nha. Phần là mình mở được. Ok, xong rồi đấy mọi người ơi, xong cái thành tựu này rồi. Ok, bây giờ sẽ về nhà để anh đổi nhạc nền nhà thành nhạc người tuyết nha. Bây giờ mình sẽ về nhà đã. Phi về nhà đó mọi người ơi. Vẫn còn cái hiệu ứng ăn cây kem người tuyết của mọi người. Da chuyển màu xanh luôn. Rồi sau đây về mình sẽ về nhà mình đổi lại cái radio thành radio người tuyết. Nó vào đổi nhạc nền thì sẽ mới hoàn thành cái nhiệm vụ nha. Cái radio mình để ở trong phòng ngủ. Rồi mình chạy vào phòng ngủ đã. Ok, ở trên tầng đây mọi người, trên tầng lầu. Đây, cái radio này mình sẽ đổi cái radio này thành nhạc nền. Trong này làm gì có nhạc nào của người tuyết đâu nhỉ? Lạ vậy, từ giờ mình kiểm tra lại nhiệm vụ xem nào. À, phải đổi cái radio thành đặt cái radio ra cho mọi người nhỉ? Đúng rồi, đặt cái radio ra ngoài. Mình đặt lên bàn rồi nhá. Đây, để nó trên bàn mọi người. Ok, ra ngoài xem nào. Vẫn trên đường này. Ấn vào chuyển nhạc chứ quên mất, ấn vào chuyển nhạc đấy mọi người. Đây rồi ok đấy, ấn vào chuyển nhạc thì mới được nha. Như vậy là xong nhiệm vụ cuối cùng của cái nguyện nha mọi người. Rồi ok rồi. Như vậy là sẽ nhận được phần quà của cái nguyện mọi người. Một cây thông Noel. Và hình như mình nhớ không là 500 xu tuyết nữa. Xu hoa tuyết nha. Ok mọi người, xong nhiệm vụ. Đấy, xong nhiệm vụ cái nguyện nha. Mình hướng dẫn mọi người cơ bản đã xong rồi. Nếu bạn nào mà chưa làm được thì nhớ làm theo mình, còn bạn nào làm được rồi thì comment phía dưới giúp mình nhé. Chắc mình xin tạm dừng cái video ngày hôm nay thôi. Vì trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên cho mình đăng ký kênh, một like video giúp mình để mình được tiếp tục làm các clip với mọi người nhé. Sau đây thì bye bye, chào mọi người, hẹn mọi người trong các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.